Hai các bạn thì hôm nay gia đình của mình đi chợ Việt Nam. Thì vào thời điểm này đó hầu như là nhà của mình đó là mỗi tháng chỉ đi chợ Việt Nam một lần thôi, chứ không phải như lúc trước là mỗi tuần mỗi đi. Vì vào thời điểm này dịch virus rất là bùng phát, thành ra là mình nên hạn chế đi ra ngoài càng ít càng tốt. Thành ra mỗi khi mà mình đi chợ Việt Nam á, mình mua rất là nhiều đồ để bỏ vào tủ đông, cũng như những cái thực phẩm khô như là bánh tráng, bún, nui, phở vân vân, thì mình trữ vào cái phòng ở ở trong bếp để mà ăn lâu dài. Và để mà mua nhiều đồ như vậy thì cái cách tốt nhất để mà tiết kiệm cũng như là tiện lợi nhất là mình sẽ đến chợ Sỹ Sơn Club. À, chợ Sỹ mà trước đây mình đã chia sẻ video một lần cho các bạn xem rồi đó, chợ Sỹ dành cho người châu Á nói chung và cho người Việt Nam nói riêng để mà đi mua đồ. Thì sẵn đây mình xin chia sẻ lại với các bạn á, là chợ Sỹ Sun Club dành cho người Việt này là bán hầu như là toàn là đồ châu Á, và nó giống như là chợ Sam Club hoặc là chợ Costco vậy đó, là chợ bán những cái món với lại giá wholesale, tức là giá sỉ á. Và khi mà vào đây các bạn phải có thẻ thành viên giống như là Costco hoặc là Sam Club thôi. Nhưng điều đặc biệt ở đây, nếu mà bạn nào không có muốn mua thẻ thành viên khoảng 15 hay 16 đồng một năm gì đó mình cũng quên rồi, thì mỗi lần các bạn vào đây các bạn mua đồ mà không cần thẻ thành viên thì các bạn sẽ trả 3 đồng cho một lần vào đây mua hàng mà các bạn không cần phải mua thẻ thành viên. Và một lý do đặc biệt nữa mà mình nên vào chợ Sỹ Sơn Club để mình mua đồ, đó là không phải là nói là chợ Sỹ là mình phải vào mình mua cái gì cũng thùng thùng thùng. Tức là không phải là bắt buộc mình phải mua một thùng mì hay một thùng bún hoặc là một thùng gạo. Mà ở trong đây có hẳn hai cái giá rất là riêng biệt và thuận lợi cho mọi người lựa chọn. Đó là các bạn có thể mua một thùng với giá khác và các bạn mua một bịch lẻ với giá khác. Dù là trong đây có bán hàng lẻ như vậy, nhưng cái giá khi mà các bạn mua ở trong Sun Club mà mua lẻ đó thì nó vẫn mềm hơn là các bạn đi mua ở những chợ Việt Nam xung quanh, như là chợ Việt Hoa, chợ Hồng Kông 4, chợ Mỹ Hoa, chợ Tân Bình, chợ Thanh Bình vân vân. Và hôm nay mình xin mời các bạn đi chợ với mình để xem thôi, mỗi lần mình vào đây thì mình sẽ mua những gì nha, cũng như là mình sẽ quay cho các bạn xem, so sánh giá cho các bạn xem khi mà các bạn mua hàng ở trong Sun Club mà mua lẻ đó, và cái giá mua lẻ ở đây và cái giá mua lẻ ở chợ Việt Nam xung quanh nó chênh lệch như thế nào. Dù cho bạn không mua cái thẻ thành viên là 15 đồng một năm mà mỗi lần vào đây các bạn trả 3 đồng cho mỗi lần vào đây mua, thì so với cái giá mà các bạn mua ở chợ Việt Nam khác nó vẫn lời hơn rất là nhiều. Thì đầu tiên sau khi mà mình vào đây á, mình sẽ quẹo bên tay phải để vào cái hướng người ta bán đồ hải sản. Thì hôm nay là mình sẽ mua cá. Bất cứ khi nào mà mình lại đây mình cũng quẹo bên hướng này trước để mà mình mua cá hết, hoặc là mua những hải sản mình cần. Nhưng mà hôm nay thì cái tủ hải sản này mình không cần gì hết, mình chỉ quay để chia sẻ lại với các bạn thôi. Thì phía bên tủ này các bạn, nãy giờ các bạn cũng thấy đó, bán rất là nhiều hải sản đông lạnh. Mà những cái loại hải sản này nếu các bạn mua ở những cái chợ bình thường bên ngoài thì giá nó rất là cao, chứ nó không có được mà mềm như khi mà các bạn mua ở đây. Cũng như các bạn thấy bây giờ là những con hàu nè, đó oyster, thì ở đây bán có hàu hàu thịt, tức là người ta đã lấy thịt ra rồi đủ size hết, size nhỏ, size lớn, size trung bình, và có luôn nếu mà các bạn muốn hàu mà vẫn còn ở trong vỏ cũng có luôn, và giá mềm hơn rất là nhiều so với bên ngoài đó. Còn đây là nghêu nè. Đó, mình quay từ từ cho các bạn thấy giá. Nếu mà các bạn xem mà các bạn có thể so sánh giá khi mà các bạn đi ở những cái chợ Việt Nam khác. Đó, rồi ốc bươu nè, rất là nhiều mà mỗi loại người ta bán đủ size hết. Thậm chí mà
bên cạnh người ta bán đủ size mà người ta còn bán loại sống, loại chín cho bạn luôn rồi nữa, thì bạn thích cái nào thì sẽ chọn cái đó. Giống như ở đây các bạn thấy nè, chả nè, rồi ốc bươu dồn thịt nè, đó, rồi mực. Mực cũng bán đủ size hết, rồi muốn mua mực đầu mực hay thân mực gì cũng có, rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi đến cái nơi mà mình mua cá. Đó, thì đối diện với cái tủ đông đó thì ở chính giữa sẽ có một dãy tủ đông lạnh bán đầy đủ tất cả các loại cá ở Việt Nam luôn. Thì khi mà mình vào đây là mình thường mua cá bông lau. Mình rất là thích ăn cá bông lau. Mình mua cá bông lau về đó thì mình có thể kho nè, rồi mình nấu canh chua, mình nấu lẩu. Và cá bông lau ở đây cũng có bán phân biệt nhiều loại. Các bạn có thể mua loại nguyên con, có thể mua loại đã cắt đầu, và có thể là mua loại từng khoanh thôi. Thì cái loại này là loại mình thường hay mua, đó là cá bông lau đã cắt đầu và nhưng mà vẫn còn nguyên con, và người ta làm sạch sẽ và khứa sẵn như thế này. Đó, thì mình mua một bịch như vậy, ở bên trong có khoảng 4 con như thế này, giá rẻ hơn rất là nhiều so với chợ Việt Nam khác. Và mỗi con người ta làm rất là sạch sẽ, bỏ riêng rẽ từng bịch. Rồi mỗi lần mình ăn một con thì mình lấy một bịch ra, mà thậm chí một cái bịch mà đựng cái con cá này cũng rất là kỹ nữa, người ta bỏ 2-3 lớp lần, rất là tiện lợi và sạch sẽ. Mình mua về hôm nay thì mình lấy ra mình kho tộ, ngày khác mình thèm ăn lẩu mình, hoặc là mình nấu canh thơm cà ăn rất là ngon. Đó, bây giờ mình sẽ lấy một bịch về mình bỏ vào tủ đông và mình ăn từ từ. Và một loại cá kế tiếp mà mình luôn luôn mình mua mỗi khi mình đi chợ Việt Nam, đó là cá chim vàng. Thì cá chim vàng ở đây một bịch người ta để tầm khoảng 3 đến 4 con. Cũng như các bạn mới vừa thấy giá, thì giá này so với giá ở trong chợ nó rẻ hơn. Nhưng mà khi mà mua cái cá chim vàng này về đây là các bạn phải làm. Tức là ở trong đây người ta chỉ bán một loại này thôi, chứ người ta không có bán cái loại làm sẵn. Đó, còn nếu mà các bạn không có làm được cá thì các bạn phải mua cái cá này ở trong chợ nhỏ, cũng như là chợ Việt Hoa hay là chợ Hồng Kông, thì giá nó cao hơn khoảng 25 cent cho một pound á, nhưng mà người ta sẽ làm sẵn cho các bạn. Lý do tại sao mình mua ở đây, thứ nhất là giá nó rẻ hơn, thứ hai là sẵn tiện mình đi mình mua, và thứ ba là cá chim vàng này làm rất là dễ. Về chỉ cần cắt vây cá rồi cắt cái đầu của nó lấy ruột ra là xong. Thành ra rất là dễ so với mình. Và đối diện với quầy cá là những cái món hải sản mà người ta đã làm rồi, cũng như là bò viên hay là cua này kia, rất là nhiều món. Và sau khi mà mình mua cá xong, mình sẽ đến cái quầy mà sát tường, tức là ở cuối tường đó, để mình mua những cái loại khác. Cũng như đây là mình quay cho các bạn xem, ở đây người ta có bán hạt sen khô nè, rồi củ sắn, đu đủ xanh, chanh. Thì những cái loại này là giống như cái quầy này giống như người ta dành cho những người mua lẻ như mình về ăn đó, còn dành cho những người mà bán nhà hàng á, thì người ta chẳng hạn đu đủ người ta để nguyên thùng, hay chanh người ta để nguyên thùng, thì mình quẹo phía bên tay phải vào cái khu vực
đông lạnh mà video trước mình có chia sẻ đó, trong đó thì người ta bán thùng to hơn đó. Và bây giờ mình đến đây mình sẽ mua cái bí nhật kombucha này nè. Hồi bữa mình có giới thiệu với các bạn đó, kombucha chứ. Thì nếu mà bạn nào ở Houston thì có thể tìm mua bí nhật này ở trong này. Và khi mà mua bí nhật ở trong này á, thì các bạn nhớ lựa những cái trái bí mà cái màu xanh đậm á, chứ đừng có lựa những cái bịch có màu xanh lợt. Màu xanh đậm thì nó già, mà bí già thì nó ăn bùi ngon, còn khi mà xanh lợt á, thì bí non về ăn không có được ngon bằng bí già đó. Và cùng một dãy kế tiếp, nếu mà bạn nào cần mua bánh phở tươi mà mua cái bịch bự như vậy á, thì các bạn cũng có thể mua tại đây đó. Các loại phở nè, rồi bánh canh, rồi bột chiên, có đầy đủ hết đó. Và đây là cái món mình cần mua, đó là trứng cút đó. Và kế bên trứng cút là người ta bán hột gà 30 trứng mà giá 2 đồng 95 một vỉ. Thì khi nếu mà thường nhà mình thì chỉ ăn hột gà nâu organic mình mua ở Costco thôi. Mình chỉ mua cái hột gà này khi nào mà mình cần mua về để làm trứng muối đó. Thì khi mà vào đây mình mua cái vỉ này, mình không cần phải đợi Kroger hay là SEB nó giảm giá, thì vào đây mua một cái vỉ 30 trứng với giá 2 đồng 95, rất là rẻ để về làm trứng muối đó. Và đây là trứng cút mà mỗi lần bất ký cứ khi nào mình vào đây là mình phải mua, bởi vì nhà mình thích ăn trứng cút lắm, có 2 đứa nhỏ cho ăn trứng cút cho nó bổ. Thì trứng cút là đa số mình mua về để mình làm xíu mại trứng cút, hoặc là làm các loại bánh có trứng cút, hoặc là nấu súp cua trứng cút, rất là ngon. Trứng cút rất là tươi và giá cũng rất là tốt so với bên ngoài rất là nhiều đó. Mua bao nhiêu cũng có hết, rất là nhiều trứng cút ở đây. Mình thấy rất là nhiều bạn cứ tìm mua trứng cút ở bên ngoài mắc, mà cứ thấy ai post trứng cút là dành nhau mua. Thì đó, trong Sun Club người ta có bán sẵn như vậy, giá rất là tốt. Nếu mà bạn nào cần thì vào Sun Club để mua nha. Và một món mình cũng thường hay mua đó là nước cốt phở. Nước cốt phở, khi mà mỗi lần nhà mình thèm ăn phở thì chỉ cần mở cái bịch nước cốt phở ra nấu tầm khoảng 30 phút là sẽ có một cái nồi phở rất là ngon để ăn. Và ở trong Sun Club cũng như các bạn mới vừa thấy, đối diện với cái chỗ bán trứng cút là quầy số 2, các bạn quẹo vào thì các bạn sẽ thấy cái tủ người ta bán phở nè, bán nước cốt phở, nước cốt bún bò Huế của Mamala đó. Thì giá ở trong đây nếu mà các bạn mua lẻ cũng như các bạn thấy là 6 đồng 95 một hộp. Còn nếu mà các bạn mua một cái thùng như vậy á, thì giá nó sẽ còn rẻ hơn nữa. Đó, cũng như các bạn thấy đó. Một lát phía sau cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cũng cái hộp phở này mà mua ở cái chợ Việt Nam khác, nó sẽ chênh lệch như thế nào, các bạn nhớ chờ xem nha. Thì các bạn sẽ thấy nếu mà các bạn vào Sun Club các bạn mua thì nó sẽ tiện lợi như thế nào. Đó, một thùng của nó là 59 đồng 95, còn một hộp là 6 đồng 95 đó. Thì với cái nhãn hiệu cốt nước phở, nước cốt phở chứ Mamala này á, thì bên cạnh đó người ta còn làm thêm cái chả giò nữa đó. Thì các bạn nào muốn tìm chả giò thì ở đây cũng có luôn nè đó. Thì thật sự sẵn đây mình chia sẻ với các bạn về cái chả giò này luôn, thì mới đầu mình ăn thì mình cũng thấy được, nhưng mà từ khi mà mình tự cuốn ở nhà đó thì mình thấy nó ngon hơn, thành ra mình không có mua cái chả giò này nữa. Và có một lần mình nhớ là có ai boss lên hỏi là mua chả giò nào ngon á, thì có nhiều người, rất là nhiều người đề nghị mua cái chả giò Sài Gòn này nè. Thật sự mình chưa ăn bao giờ, mình chỉ nghe người ta nói chả giò Sài Gòn này ngon thôi. Và hôm nay mình thấy ở trong Sun Club người ta cũng có bán luôn, một hộp 22 đồng 95, 50 cuốn lận đó. Cái loại chả giò Sài Gòn mà rất là nhiều người
khen mà mình thấy ở trên cái trang hội những người thích ăn hàng đó, người ta đề nghị mua đó, thì mình ở trong Sun Club có, nếu mà bạn nào muốn tìm cái chả giò Sài Gòn thì có thể vào đây nha. Người ta để ở quầy số 2 kế bên chả giò của công ty Mamala. Và nếu mà bạn nào thích mua tương ớt về ăn phở hay tương ớt các loại thì đối diện với quầy đó đầy đủ tất cả các loại tương ớt nè, tương sa tế đủ size luôn, với giá bán lẻ, giá bán sỉ khác nhau nhưng mà nó vẫn mềm và tốt hơn giá bên ngoài rất là nhiều. Và khi mà mình chia sẻ cái video cái cách làm giá bằng máy đó thì có nhiều cô bác anh chị em hỏi mình cái hiệu mà đậu xanh mà mình mua để làm giá là hiệu nào. Thì sẵn đây mình quay cho các bạn xem, đó là hiệu này nè. Để mình coi cái tên của nó coi, Green Moon Bean. Đó, có cái ngón tay đưa lên number one giống như vậy nè. Là mình mua cái hiệu này để mà mình làm giá, cũng như mình nấu chè thì mình mua cái hiệu này, nó rất là ngon so với những cái hiệu khác. Và đây là quầy số 4, mình thấy người ta có để ý là đường phèn, và mình cũng đang cần đường phèn, thành ra là mình sẽ quẹo vào cái quầy số 4 để mình tìm mua cái đường phèn. Và đầu kệ này cũng như các bạn thấy, họ để những cái hũ gia vị nấu với lại raw fish này kia đó. Đó, trong Sun Club phải nói là có đầy đủ tất cả tất tần tật những cái gia vị, những cái món ăn hoặc là những cái dụng cụ nào mà cái người châu Á, người Việt Nam của mình cần thì ở đây có đầy đủ tất cả luôn. Cũng như các bạn thấy ở đây nè, đó, tiêu cũng có hũ đủ size, bịch đủ size, tiêu nhuyễn, tiêu hột, tiêu ít nhuyễn, tiêu hơi hơi nhuyễn, có đủ hết, có đầy đủ hết. Giá mua cho một hộp, giá cho mua cho một thùng như thế nào thì có hết, cũng như các bạn thấy đó. Đó, đây là cái hũ tiêu hộp, tiêu trắng, tiêu đen gì cũng có luôn. Rồi ớt, rồi cái này là gì đây, dầu điều đó, bịch hả bự chà bá luôn, bịch nhỏ cũng có. Rồi ớt khô đầy đủ lắm, ớt khô nguyên trái, ớt khô nhuyễn, ớt khô, nhuyễn vừa, quá trời luôn. Mà sao kỳ quá, cái quầy số 4 này để là có đường phèn nữa, mà đi kiếm không thấy đường phèn đâu hết, thấy toàn là gia vị không thôi. Cũng như đây là bột gì nè, gypsum powder, bột thạch cao. Mấy cái bột này hình như là mình nhớ có thấy có anh chị chia sẻ trên mạng cái cách làm mì hay làm hủ tiếu gì kìa, phải có cái bột này nè, thì ở trong đây có bán nè. Rồi hành phi, tỏi phi, rất là nhiều. Rồi cuối cùng là không có cái đường phèn, mình đi qua quầy số 5 để mà mình tìm mua cái loại bún mà mình chia sẻ với các bạn á, là hầu như người Việt Nam của mình ai cũng thích ăn bún. Mà bên đây mua bún tươi làm gì có, phải không các bạn, phải mua bún khô. Mà bún khô loại nào ngon thì các bạn hãy chờ xem nha, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái loại nào ngon. Nếu mà các bạn mua cái loại này về ăn mà không ngon, các bạn nhắn tin cho mình, mình sẽ tặng cho các bạn miễn phí cái bịch đó luôn, mình dám chắc như vậy đó. Trước đây là mình ăn cái bún khô cái hiệu ba cây tre này nè, đó cũng như cùng loại cùng hiệu với cái bánh hỏi này nè, thì cũng ngon lắm, luộc lên cũng 3-4 phút rồi ăn đó. Đây nè, để là bún tươi loại này, trước đây thì mình ăn loại này mình ăn cũng 2-3 năm đó. Và sau này khi mà mình thấy anh chị chia sẻ cái loại bún khô khác hiệu Sofoco, mình không biết là mình nhớ đúng hay không, thì mình mới mua thử. Ở trong cái video mà mình đi chợ Việt Nam mình có chia sẻ đó, mình mua về mình ăn thử, ai ngờ đâu trời ơi nó ngon, nó ngon giống y chang như bún tươi ở Việt Nam vậy đó. Và
cái loại bún tươi đó khi mà mình đi chợ Việt Nam nhỏ đó, do nó ngon á các bạn, ai ăn một lần cũng thích, thành ra là hầu như là hết hàng, chỉ còn cái bịch nhỏ thôi. Thì bữa nào thèm quá mà mua không có thì bắt buộc phải mua bịch nhỏ, còn không thôi là mua bịch lớn. Mà mỗi lần mà mình thấy có bịch lớn á là mình phải gom một lần hả 3-4 bịch về để dành ăn từ từ, chứ mà nhiều khi mình cần á mình đi thì lại không có. Thì mình hy vọng hôm nay ở trong chợ Sun Club này có bán để mình mua, có thể mình mua cả thùng luôn. Nhưng mà rất tiếc là đi nãy giờ kiếm thì ở đây có bán cũng rất là nhiều loại bún khô, nhưng rất tiếc là cái hiệu đó, cái hiệu mà mình cần thì ở Sun Club chưa có. Và đối diện đó thì cũng như các bạn thấy là những cái thùng họ bán về các loại bột, như bột bánh xèo, bột bánh canh, rồi bánh bò, bột Vĩnh Thuận, đủ thứ bột hết. Thì ở đây để mình coi một lát mình có thấy người ta bán lẻ cái bịch này hay không, vì cái bịch này thật sự rất là nhỏ. Đó, thấy mới chỉ thấy người ta để một thùng thôi. Hay là cái loại bột này bịch nhỏ quá, người ta không có bán bịch nhỏ ta, không thấy rồi. Phía bên đây thì toàn là bánh mì, bánh canh này kia, mì quảng. Đó, các bạn thấy không, cuối cùng cái loại bún mà mình tìm thì không có. Để một lát mình đi qua bên chợ Việt Hoa kế bên, cách đây mấy bước chân thôi, mình mua và mình sẽ quay để chia sẻ cho các bạn nào mà thích ăn bún thì nên tìm cái loại đó để mua. Và bây giờ mình đi trở ngược ra phía ngoài cổng đó, đi đến cái quầy này để mà mình mua nước cốt dừa. Thì nhà mình cũng làm rất là nhiều món có nước cốt dừa, thành ra là cũng cần loại này lắm. Và loại mà nước cốt dừa mình mua đó là nó của Enroy này nè. Enroy chứ. Đó, mình sẽ mua một thùng. Và thêm một cây nước dừa này nữa để mà về kho cá này kia. Đó, thì quầy này thì mình mua hai thùng đó, một thùng nước cốt dừa và một thùng nước dừa này. Thì giống như là mình nói là ở chợ Sun Club á, người ta có bán thùng nguyên giá và bán lẻ. Nhưng khi mà đi vòng như thế này thì cũng có những cái mặt hàng do nó quá nhỏ, như là cái lon nước cốt dừa hoặc là lon nước dừa hoặc là bịch bột thì nó quá nhỏ, người ta không có bán, người ta chỉ bán nguyên thùng thôi. Mà những cái mặt hàng đó khi mà mình mua về mình để được rất là lâu, thành ra đối với mình thì mua nguyên thùng đó không thành vấn đề gì hết. Giống như cái nước mắm Red Bull này nè. Đó, người ta cũng không có bán lẻ từng chai, mà người ta bán nguyên một cái thùng nhỏ như vậy, có 12 chai ở trong. Đó, thì nhà mình ăn nước mắm cũng rất là nhiều, thành ra là cứ khoảng hình như chắc 6 tháng mình đi mua một cái thùng nước mắm như vậy. Đó, và đây là loại nước mắm là nhà mình mua để sử dụng. Và khi mua cái nước mắm hoặc là bất cứ cái món ăn nào, các bạn nhớ kiểm tra cái đát của nó, khi nào hết đát để lưu ý, chứ đừng có mua cái hàng mua nguyên thùng mà còn mua cận đát, khi mà mình xài không kịp thì bỏ uổng lắm nha. Và một món mà mình luôn luôn mua ở Sun Club đó là bột nêm. Đó, thì đây là cái loại bột nêm mình mua cho nhà mình để nêm nếm khi mình nấu ăn đó. Thì cái gia vị tinh chất của nấm đông cô và rau củ để mà mình nêm khi mà mình nấu canh, mình nấu bún hay nước súp thì mình nêm cái này. Và cái này thì cái đát của nó rất là lâu, nên mỗi lần mình mua là mình mua một thùng. Thì một thùng có thể mình có khi mình sử dụng cả 5 lần. Đó, thì ở trong đây cũng có nhiều loại khác nhau lắm. Nhưng mà cái bịch đầu tiên mà mình cầm đó thì ở nhà mình xài cái loại đó. Và tất cả các loại bột nêm này đều được sản xuất từ Thái Lan, chứ không phải là của Trung Quốc. Và một lần nữa các bạn nhớ kiểm tra cái đát khi mà những cái mặt hàng nào mà các bạn mua cả thùng trở lên để mà
mình có thể sử dụng về lâu về dài được. Đó, thì đây là cái loại mà mình sẽ mua và mình sử dụng cũng lâu rồi, rất là ngon. Đó, và cái date của nó là tới 30 tháng 12 năm 2022 lận. Đó. Và ở trong đây á, mỗi những cái mặt hàng nào mà mua nguyên thùng đó thì người ta lúc nào cũng để cái bảng là các bạn không nên mở cái thùng đó ra. Nếu mà các bạn mở cái thùng đó ra thì các bạn phải mua luôn cái thùng đó. Nhưng do giống như là cái thùng mà hạt nêm này nè, ở trên người ta để á, thì các bạn có thể phân biệt được, nhưng mà những cái thùng ở dưới đó khó phân biệt lắm. Thành ra khi mà mình lấy cái thùng nào mình cũng lén lén mình mở ra một chút xíu, mình coi coi mình có lấy đúng cái thùng mà mình đã thích hay không, rồi mình đẩy ra thôi. Đó, tức là khi mà các bạn quyết định mua rồi, các bạn hãy mở để coi coi mình lấy đúng hay không, chứ cũng đừng có mở bừa bãi giống như là những cái biển báo người ta đã ghi rồi. Và cái món kế tiếp là nước cốt gà. Thì cái nước cốt gà này đó ở Costco cũng có bán nữa, nhưng mà sẵn tiện hôm nay mình đi ở đây thì mình mua ở đây luôn. Và cũng cùng một cái quầy đó thì ở đây nè có rất là nhiều những cái hũ gia vị của công ty Quốc Việt mà mình nghĩ ai ai cũng biết rồi, phải không? Thì công ty này thì họ bán cái nước cốt bún bò Huế nè, rồi nước cốt phở đó. Thì trước đây và đến bây giờ thì khi mình nấu bún bò thì mình cũng sử dụng cái nước cốt bún bò Huế này. Và ở trong đây họ cũng có bán ba size chứ, size nhỏ, size trung bình và size lớn như thế này luôn. Đó, đây nước cốt bún bò Huế mà mình sẽ mua đây. Giá là 5 đồng 50 cent cho một hũ, và một thùng 24 hũ là 123 đồng 85. Bên đây là nước cốt phở nè. Thì đây là size nhỏ. Đó, bây giờ coi từ từ thì các bạn sẽ thấy cái size trung bình và cái size lớn như thế nào nha. Đó, bên đây, đó cái size này là size trung bình nè. Nặng 3 pound. Cái hũ vậy mà nặng 3 pound dữ ha. Giá 17 đồng 95 một hũ. Nhưng mà mỗi một cái hũ cốt bún bò Huế là thường là mình nấu được tới 3 lần là, thành ra là mình chỉ mua hũ nhỏ thôi, chứ mình cũng không có mua hũ trung bình này. Bữa thấy hũ lớn mà hôm nay không thấy. Rồi kế tiếp mình sẽ mua, bây giờ qua cái quầy này cũng cùng quầy đó luôn, mình đi thẳng lên thì mua hai món cho hai đứa con trai của mình, nó rất là thích. Và cái món này ở trong đây ở Sun Club là rẻ nhất so với ở những nơi khác, thậm chí Costco cũng có bán cái loại này mà mắc hơn rất là nhiều. Thì cái đó là bánh gấu panda và cái cây bánh sô-cô-la này nè. Đó, thì đây là loại mà con mình thích á, thì mình sẽ mua cho hai tụi nó. Thậm chí mình ăn mình cũng thích nữa các bạn. Ăn nó ngọt ngọt, giòn giòn, rồi trong sô-cô-la có phủ cái hộp hạnh nhân á, ăn cũng rất là ngon. Và kế tiếp là mình mua cái hũ kẹo Copico, kẹo cà phê. Không biết các bạn có giống như nhà mình không? Thích ăn cái này. Mà cái này á, thật ra mình mua chủ yếu mình ăn ít thôi, nhưng mà chủ yếu là chồng của mình với má chồng của mình lại thích ăn cái kẹo cà phê này. Thành ra mỗi lần vào đây là lấy một hộp về. Đó, chia ra ăn hoặc là mua thẳng một hộp để mà tặng cho má chồng mình ăn. Mà thật sự cái kẹo cà phê Copico này ngậm ăn cũng ngon lắm, đậm đà.
và đối diện với cái quầy đó luôn, tức là cái đối diện với ngay chỗ mình mua kẹo cà phê đó, thì là quầy bán mì gói. Thì mì gói ở đây là bán đủ loại ở Việt Nam luôn, mì Thái, mì bò, mì mama đó. Cũng như các bạn thấy là mình đang tìm mua mì gói omachi, do cái mì gói omachi này là cái mì gói nó làm từ khoai tây đó, thành ra ăn không có bị nóng. Mà cái mì gói omachi này á, là lúc trước người ta có bán cái loại sườn bò hầm nữa, ăn ngon lắm. Nhưng mà hôm nay chắc hết hay sao á, mình chỉ thấy omachi mà cái loại giống như lẩu Thái thôi, chứ không có sườn bò hầm. Để mình đi coi vòng vòng coi có hay không, hay nó nằm ở đâu. Thì sẵn đây quay cho các bạn xem các loại mì gói mà ở trong Sun Club có bán nè. Thì ở trong đây người ta bán, các bạn mua thùng thì mua thùng, hoặc là mua một cái bách, một cái bịch bự của nó. Trong bịch bự có 5-6 gói bịch nhỏ gì đó, thì tùy mình chọn. Mì ly, mì thùng, mì gì cũng có hết. Có mì cây nữa, cây cấp độ 1, cấp độ 2 gì cũng có luôn. Rồi chắc người ta để theo loại, theo thứ tự thì chắc không có rồi, chắc hết. Chắc chỉ còn có mì omachi, lẩu Thái thôi. Còn cái mì omachi mà hầm sườn bò mà mình muốn thì nó không có nữa. Và cũng như mình đã chia sẻ đó, khi mua đồ các bạn nhớ luôn luôn kiểm tra cái hạn sử dụng. Đó, nãy giờ do một tay cầm quay một tay kiếm thành ra nó hơi khó. Cũng như hạn sử dụng ở đây các bạn thấy không? Ngày 20 tháng 2 năm 2021, tức là còn có 2 tháng nữa hà. Mà 2 tháng thì chắc mình ăn không hết thùng đó đâu. Thành ra là mình chỉ lấy 2 cái bịch to như vậy thôi. Và ở bên trong mỗi bịch có 5 cái gói nhỏ. Nếu mà mình ăn hết thì mình lấy nữa, chứ cái hạn nó cũng gần quá. Cũng như các bạn thấy nè, ngày 20 tháng 2 năm 2021 thôi, mình lấy 2 bịch thôi, 2 bịch vừa thôi. Rồi khi nào ăn hết thì lấy tiếp. Và biết đâu lần sau quay lại thì có thêm cái mì omachi sườn á. Đó, và đây các loại mì cây cũng như các bạn thấy đó. Rồi vậy thôi đó, thế là xong một buổi sáng mình đi chợ, mà những thứ mà mình cần mua ở trong Sun Club thì mình đã mua xong rồi đó. Và phía bên dưới bên đây là mình đã chia sẻ là những cái nơi người ta bán những cái hộp, bao, ly, những cái dụng cụ cho mình đựng thức ăn đó. Rồi những cái dụng cụ nhà bếp thì các bạn đi sâu xuống nữa. Nếu mà bạn nào chưa coi cái video đầu tiên mình chia sẻ hết tất cả những gì ở trong Sun Club người ta bán, thì các bạn có thể xuống cái phần comment á, mình có để cái link đó ở trên top của comment á, các bạn click vào để xem thêm, để biết thêm về ở trong Sun Club người ta bán những gì nha. Và bây giờ xong rồi mình sẽ đi ra mình tính tiền. Cũng như các bạn thấy đó, những người mà người ta vào đây ta mua đó, xe người ta lúc nào cũng chất hàng đầy như vậy á. Bởi vì đa số họ vào đây mua để mà họ kinh doanh, họ có nhà hàng,
không phải như mình vào đây mua nhỏ lẻ đi về nhà ăn không đâu. Và một lần nữa mình chia sẻ với các bạn đó, cũng như mình nói, nếu mà các bạn không có thẻ thành viên mà các bạn đi lòng vòng ở đâu ở khu Bel Air, tự nhiên các bạn muốn mua cái món nào ở trong Sun Club, thì mỗi khi mua, khi mà ra tính tiền, các bạn phải trả thêm 3 đồng cho một lần các bạn vào đây mua hàng. Cũng như các bạn thấy cái hàng đầu tiên người ta để không, one time pass membership. Còn nếu mà bạn nào mà đi chợ Sun Club thường xuyên á, thì các bạn nên mua thẻ thành viên ở đây 15 đồng cho một năm, thì nó sẽ lợi hơn là cứ mỗi lần các bạn vào các bạn phải trả 3 đồng cho một lần mua mà các bạn không có thẻ thành viên. Đó. Và bây giờ mình sẽ qua cái chợ kế tiếp, cách cái chợ Sun Club chỉ mấy bước chân thôi, đó là chợ Việt Hoa, để mình mua thêm vài cái món mà ở chợ Sun Club không có, như là bún khô mà nãy mình nói đó. Thì sẵn mình sẽ quay những cái món đơn giản khác để so sánh giá cho các bạn thấy cái lợi như thế nào khi mà các bạn mua những món đó ở trong chợ Sun Club nha. Và đây là cái chỗ mà người ta bán bí nhật Kobacha mà ở trong chợ Việt Hoa, mà có nhiều cô bác anh chị nói với mình là không biết là để ở đâu và nó ghi là tên gì, thì đây là cái nơi bán bí nhật. Nếu mà cô bác anh chị nào xem video này mà đang tìm mua cái bí nhật đó, thì ở chợ Việt Hoa các anh chị có thể thấy ha. Đó. Và bây giờ mình sẽ đi qua cái quầy bán nước cốt phở và nước cốt bún bò Huế để cho các bạn thấy giá nó chênh lệch khi mà các bạn không mua ở Sun Club nó như thế nào. Và khi mà mình đến đây mình thấy giá ở cái chợ Việt Hoa này về cái nước cốt phở, nước cốt bún bò Huế đó, nó cũng đồng giá với chợ Esmart luôn, tức là giá lẻ bên ngoài thì nó đồng như nhau. Các bạn mua chợ Việt Hoa, chợ Hồng Kông 4 hay chợ Esmart gì nó cũng đồng giá, nhưng giá nó sẽ mắc hơn ở Sun Club. Ví dụ như cái hộp nước cốt phở ở đây người ta bán với giá là 8 đồng 99 đồng một hộp, nhưng mà ở trong Sun Club á, giá chỉ có 6 đồng 95 thôi, tức là nó mắc hơn 2 đồng mấy một hộp. Mà mỗi lần mình mua nước cốt phở là mình mua một lần 4-5 hộp để về nhà mình để trong tủ đông và mình ăn từ từ. Và các bạn cứ tính đi, ví dụ như mình mua một lần 5 hộp ở trong Sun Club là tức là mình mua rẻ hơn gần 10 đồng so với mình mua ở chợ bên ngoài rồi. Và nếu các bạn không có thẻ thành viên mà mỗi lần mua các bạn trả thêm 3 đồng cho cái mỗi lần mua, thì nó cũng lợi hơn rất là nhiều so với các bạn đi mua đồ ở trong chợ Việt Nam nhỏ. Đặc biệt là vào thời điểm này á, thời điểm virus này á, thì mình phải mua nhiều để mà mình hạn chế đi ra đường. Thì Sun Club, cái nơi bán chợ sỉ, là một cái lựa chọn rất là tốt. Và đây là nơi bán cái bánh giò cháo quẩy đông lạnh mà hồi bữa mình có chia sẻ cái video làm bánh giò cháo quẩy cấp tốc á. Thì nếu mà bạn nào không có thời gian thì các bạn có thể mua cái bánh giò cháo quẩy đông lạnh ở trong chợ Việt Hoa nha. 2 đồng 49 cho một bịch như vậy nè. Đó, mình muốn chia sẻ thêm để mà bạn nào cần thì có thể biết. Và kế bên là cái quầy hải sản. Đó, đây là cua, ghẹ chứ. Thì vào cái thời điểm này thì ở đây bán ghẹ cái rất là nhiều. Thì mình đã chia sẻ rồi, các bạn biết đó, con ghẹ nào mà điệu đà, ngựa, sơn móng tay màu đỏ đó, đó là con ghẹ cái. Thì lúc nào mình cũng đi, mình cũng hay coi giá lắm. Giá ghẹ hôm nay là còn 3 đồng 29. Đó, và bây giờ mình sẽ đi kế tiếp để mình coi cái giá của cá chim vàng và các loại khác nó như thế nào. Đó, cá chim vàng ở đây các bạn thấy không, 3 đồng 99 một pound. Thì nó mắc hơn tầm khoảng 30 cent một pound khi mà các bạn mua ở Sun Club. Nhưng mà cũng như mình đã chia sẻ, nếu mà bạn nào không làm cá được đó, thì khi mua cá ở đây thì các bạn cũng thấy những cái người mà đang đứng ở bên trong họ làm cá đó, thì mua với giá này thì họ sẽ làm sẵn cho mình về nhà mình chỉ rửa lại và chế biến thôi.
Và đây bây giờ mình vào cái quầy bán bún đó, cũng như mình chia sẻ đây là cái loại bún mà trước đây mình ăn nè. Đó, cũng ngon lắm, nó ngon hơn so với những cái loại khác rất là nhiều. Nhưng mà từ ngày mà mình biết đến cái loại bún sa foco này á, thì mình không có ăn cái loại đó nữa. Cái loại bún sa foco này thật sự rất rất là ngon. Khi mà mình luộc lên á, tầm khoảng 3 đến 4 phút nó ra cái bún rất là ngon, rất nhìn rất giống như bún tươi ở Việt Nam. Nó nhuyễn, nó dẻo mà nó ngon lắm. Thì hên lắm, hôm nay mình đi thì có rất là nhiều cái bịch lớn như vậy. Hồi nãy là bịch nhỏ các bạn thấy ha. Đó, còn đây là bịch lớn nè. Đó, mỗi lần đi mà thấy cái bún này có trên kệ á, là mình phải lấy liền một lần mấy bịch về nhà ăn từ từ. Bởi vì mình nhà mình ăn cũng nhiều món bún lắm. Bún chả cá nè, rồi bún thịt nướng, rồi gỏi cuốn. Đó, sử dụng bún rất là nhiều. Thì giá cho một bịch này á, cái này là sản xuất ở Việt Nam nữa nha. Mua cái này vừa ngon mà vừa ủng hộ cho nước nhà nữa. Thì một bịch như vậy là chỉ có 3 đồng 29 thôi. Mình hy vọng ở trong Sun Club có bán cái loại này nữa thì giá nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà tiếc là hiện tại ở trong Sun Club người ta không có bán bún loại này. Mà loại này rất rất là ngon. Ai ăn một lần rồi cũng đều thích hết. Nếu mà bạn nào chưa có ăn bún cái loại này thì nên thử nha. Nên tìm mua và ăn thử thì các bạn sẽ thấy. Còn đây là cái loại bánh tráng thì mình sử dụng hồi đó tới giờ cũng là bánh tráng ba cây tre. Đó, nhà mình cũng ăn bánh tráng nhiều lắm. Cuốn cái này cuốn cái kia rồi lâu lâu hứng lên thèm bánh tráng trộn mình cũng làm luôn. Và bây giờ xong rồi đó, mình ra mình tính tiền. Mình chuẩn bị mình đi về đây. Thì quên chia sẻ với các bạn nữa là mỗi lần đi Việt Hoa mình cũng thường hay mua mít. Mình cũng thèm ăn mít lắm. Nhưng mà mình ở trong Việt Hoa người ta có cắt sẵn mít từng miếng sẵn cho mình thấy là mít ở trong nó như thế nào, nó ngon hay dở như sao. Các bạn có thể lựa chọn thì dĩ nhiên cái giá nó cao hơn rồi. Giống như các bạn thấy cái một cái miếng mít đó nó mà cân ra là giá 6 đồng 30. Đó, nhưng mà về ăn thì rất là ưng ý.